Chả mực Hạ Long từ lâu vẫn là đặc sản nổi tiếng của Quảng Ninh, đã lọt vào top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam. Căn cứ theo tiêu chí đánh giá giá trị đặc sản Việt Nam do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam ban hành. Đặc biệt, cuối tháng 12 năm 2013, chả mực Hạ Long được xác lập kỷ lục châu Á. Như vậy có thể thấy, tiếng lành đồn xa, những miếng chả mực thơm phức, vàng ruộm, giòn ngon này không chỉ lan truyền khắp cả nước mà nó đã được bạn bè quốc tế biết đến. Đến Quảng Ninh lần này, chúng tôi được gặp gỡ chị Nguyễn Thị Nhung, bà chủ cơ sở chả mực Hiền Nhung ở thành phố Hạ Long, người đã có hơn 30 năm trong nghề kinh doanh và chế biến hải sản. Chị cũng là người phụ nữ nổi tiếng sành sỏi, tinh tường trong việc chọn mua mực mai, nguyên liệu chế biến chả mực. Trên 30 năm gắn bó với ngư trường câu mực, chị Nhung có thể dễ dàng chọn được loại mực ngon để chế biến khi chị nắm rất rõ mùa nào, vùng nước nào thì mực chắc, béo, mẻ mực nào đạt chuẩn về trọng lượng và chất lượng. Cách tính toán sơ chế cấp đông như thế nào để mực không bị mặn, bị chát? Theo Trần Chị Nhung, chúng tôi mới biết được vì sao những miếng chả mực ở vùng đất này lại lôi cuốn vị giác đến vậy. Chả mực Hạ Long có những yêu cầu khắt khe về nguyên liệu cũng như quy trình chế biến. Nguyên liệu làm chả mực Hạ Long phải là mực mai, hay còn gọi là mực nang, được đánh bắt tại Vịnh Bắc Bộ, nặng từ 0,8 đến 2 kg một con. Cái mực mai này thì không phải là nuôi trồng mà là cái nguồn nguyên liệu của tự nhiên của biển, và nguyên liệu chính chủ yếu ở Hạ Long và Vịnh Bắc Bộ thì cái con mực nó có cái độ đầm, độ ngọt hơn. Mực phải tươi, thịt dày, gan vàng, mắt đen. Loại mực này hiện có giá khá đắt đỏ, từ 250.000 đến 300.000 đồng một kg. Tốt nhất nên chọn mực dày mình, lớp da mực còn bắt sáng óng ánh như nhũ. Khâu chọn mực tươi có thể gọi là quan trọng nhất, quyết định chất lượng chả mực Hạ Long. Chính vì vậy, nguồn nguyên liệu này được các cơ sở làm chả mực giã tay chọn mua rất kỹ lưỡng. Sau đó loại bỏ mai, dâu đen, da, ruột và bầu mực, rồi được rửa thật sạch. Có thể thấy, bề ngang mỗi miếng mực mai dày tới vài cm. Với con mực mà gia đình tôi lựa chọn mà theo phương thức gia truyền từ xưa để lại, con mực phải là thịt trắng, dày, gan vàng, mắt đỏ, từ 8 lạng cho đến 1 cân rưỡi một con, đó là mực loại 1. Và đánh bắt từ Vịnh Bắc Bộ đổ ra, là từ Thanh Hóa đổ ra, thì đấy là những con mực ngon nhất để làm ra thành phẩm của chả mực Hạ Long. Thành phẩm sau khi sơ chế là những tảng mực trắng muốt như thế này. Sau đó, người ta đem lau khô những tảng mực bằng khăn sạch. Theo người làm chả mực, phải lau thật sạch, không còn chút nước nào, thì khi đem vào giã mới nhuyễn và dẻo. Để chắc chắn cho mực khô,
người chế biến còn cho mực vào máy giặt, bật chế độ vắt cho kiệt nước thì thôi. Khi chế biến, mực được thái ngang thân, cỡ từ 3 đến 5cm. Tiếp đến, cho mực đã thái vào cối và giã phá cho các lát thịt nát ra. Trộn mực đã giã phá với các nguyên phụ liệu khác. Việc giã mực bằng tay tạo cho nguyên liệu kết dính hơn, nên khi ăn chả có cảm giác chắc, mềm. Giã tay cũng là một trong những kỹ thuật truyền thống để tạo ra chất lượng đặc trưng của chả mực Hạ Long. Các sản phẩm chả mực xay không được coi là sản phẩm chả mực Hạ Long truyền thống. Giã tay nó khác ở máy là bởi vì giã tay thì con cái sản phẩm nó ngon, nó giòn, nó độ thơm hơn bởi vì là thủ công. Còn xay máy là khi cái nhiệt điện nó vào nó làm chín thì nó có nhiệt vào, nó sinh nhiệt đấy, thì là nó không thể có cái độ dai, độ giòn như là giã tay. Khi mình giã tay nó có độ quện, độ dai đều của cái chả, khi ăn vào rất thơm, dai và giòn ngọt. Còn nếu như cái chả mực xay bằng máy, nó sẽ có độ nóng vào máy, nó làm bở cái chả, và ăn nó sẽ không có độ thơm ngon như cái chả mực giã tay. Trộn mực đã giã với các nguyên phụ liệu khác không thể thiếu như hành ta, hạt tiêu, mì chính, nước mắm. Đặc biệt, chả mực Hạ Long không dùng chất bảo quản, chất tạo mùi, chỉ sử dụng chất hỗ trợ chế biến là bột nếp cái hoa vàng mà không dùng phụ gia khác, tạo độ thơm và chắc, không bị bở khi thành phẩm. Đặc biệt cái chả mực ở đây là chúng tôi không dùng phụ gia. Thế còn cái tiêu chí để cho cái chả mực được ngon, đầu tiên là cái nguyên liệu là phải tươi sống, xong qua quá trình sơ chế chế biến là phải bảo quản thật là tốt. Đấy, cả cái khâu rán các thứ là dầu phải sạch ở trong, rồi bảo quản đá là phải đủ độ lạnh. Thì cái nguyên liệu, đầu tiên cái nguyên liệu là để đảm bảo tươi thì mới ra được cái sản phẩm mới ngon được. Có thể nói, chả mực phải giã bằng tay thì mới quyện, giòn và ngon. Giữa ngày hè oi bức, những tiếng chày giã mực vẫn vang lên để đem đến cho khách du lịch những miếng chả ngon nhất. Mồ hôi thấm ướt lưng áo người vung chày, nhưng bù lại là vị mặn mòi, giòn ngọt trong vị giác. Theo người dân nơi đây, nghề làm chả mực công phu và vất vả là vậy. Nếu không có lòng yêu nghề mà làm ăn đốt cháy công đoạn, giã chả bằng máy công nghiệp, thì không thể làm ra những miếng chả mực ngon được. Quy trình làm chả mực, nào giã, nào trộn, nào nặn, nào rán, đều được thực hiện một cách cẩn thận, chăm chút đến từng khâu nhỏ. Để bù lại là chúng tôi cũng được nhận rất là nhiều lời khen và sự tín nhiệm của khách hàng rất là nhiều. Tôi cũng muốn là đóng góp một phần bé nhỏ công sức của mình để tạo lên cho ẩm thực Hạ Long phong phú, đặc sắc hơn. Sau khi được giã nhuyễn, người ta nặn chả mực thành những miếng nhỏ bằng cách chôn bát và đem rán. Chảo rán chả phải để dầu sôi sùng sục và người rán khéo tay lật dở cho chả mực chín vàng đều, đẹp mắt. Dầu rán chả phải là thứ dầu mới, không phải dầu dùng lại. Màu vàng tươi của miếng chả là minh chứng cho điều này. Quá trình rán chả phải điều chỉnh lửa phù hợp. Nhiệt độ quá thấp, chả sẽ nhanh bị tót. Nhiệt độ quá cao,
trà sẽ nhanh bị cháy và màu không đẹp. Sau khi rán, trà được đặt lên giá inox để cho ráo mỡ và làm nguội. Thông thường, những miếng trà mực chỉ được rán chín tới, rán sơ qua để bảo quản được lâu. Khi mang về nhà, thực khách chỉ việc rán lại và thưởng thức. Trà mực nếu để ở ngăn đá tủ lạnh có thể bảo quản hàng tháng trời. Toàn bộ là mình chiên sơ, mình rán sơ thôi, để khi khách hàng mang về mình có thể rán, vì cái này phải ăn nóng, ăn nguội nó sẽ giảm cái độ ngon, nên phải ăn nóng thì mang về khách hàng có thể rán lại là vừa. Chứ nếu mà mình rán kỹ thì rán lại nó sẽ khô với chả đi. Chả mực được đưa đến tay du khách có vị thơm ngon, màu vàng ruộm, vị ngọt của mực tươi. Đây là món quà du khách thập phương ưa thích và mua về làm quà cho người thân. Trên thị trường, giá mỗi kg chả mực thành phẩm dao động từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng. Đắt đỏ là vậy, nhưng vào mùa du lịch, những cửa hàng bán chả mực ở Hạ Long hiếm khi nào vắng khách. Và chẳng mấy ai chỉ mua một cân chả mực, mà ít nhất cũng phải từ 3kg trở lên. Đưa tất cả các đoàn thì đều đưa vào khu vực của chợ Hạ Long mình đây. Chả mực đây thì nó vừa giòn vừa dai, mà cái độ thơm là nó khác như chỗ khác. Đấy, mà giòn, ăn rất là ngon, nói chung là ăn ngon. Cũng tăng cường cái công tác kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất các cái điều kiện đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như cái điều kiện khác đối với lại cái sản phẩm chả mực này, với mục đích mà làm sao chúng ta phải duy trì và phát huy tốt cái thương hiệu của chả mực Hạ Long. Chúng ta sẽ phải tính đến một cái thời gian nào đó thì sản phẩm này thì phải được xuất khẩu ra các nước ở trên thế giới, những nước mà có quan tâm đến cái sản phẩm này. Chả mực ăn với xôi nóng và bánh cuốn nóng là ngon nhất. Nhưng có khi chả mực lại là món nhắm khoái khẩu trong cuộc nhậu lai dai của đấng mày râu. Từ lâu, món chả mực đã đi vào lòng người. Để rồi cứ nghe đến các thương hiệu chả mực Hiền Nhung, chả mực Thoan, chả mực Kim Thoa, chả mực Hoài Phương, chả mực Kim Liên là cái hương vị rất riêng, vừa dai dai, vừa giòn sật sật và dậy mùi thơm, lại nhắc nhở thực khách. Miếng chả mực là sự quyện chặt hoàn hảo giữa nguyên liệu mực tươi với sự khéo léo và tinh tế trong khâu lựa chọn nguyên liệu và trong từng công đoạn chế biến. Miếng chả mực tưởng chừng nhỏ bé là vậy, nhưng đã góp phần tạo nên nền ẩm thực Việt với những tinh hoa được chất lọc từ nhiều đời. Đến với Quảng Ninh trong mùa đi biển này, nếu không thưởng thức những miếng chả mực mặn mòi vị biển thì coi như du khách đã bỏ qua một mỹ vị ở đời vậy.